Nhìn là đẹp nhưng mà mỗi tội nó đắt quá. Đi. Nhà này chỉ để không thôi chứ giờ muốn để coi để có kiểu gì. Là em vừa đi xe ô tô mà.
Em còn chắc là có. Mười ba kim cương cũng khoe. Đó, anh ngồi hai mặt xịn dưỡng. Em mở phát đầu tiên ra áo này, xịn dưỡng. Ngon ở đâu ra, người ta mở ra đồ tím. Có rác mà. Bỏ cái ván gỗ đi em. Bỏ cái ván gỗ đi. Ván gỗ hình như có chế được cái gì không nhỉ? Có chế được không? Em sợ lại chế cái thuyền dùng ván gỗ.